Tại sao mẫu sản phẩm Hoàng Gia Louis hàng vách cánh bướm lại được các bác lựa chọn rất chi là nhiều bởi những lý do này? Và hôm nay thì em Việt Di Lạc sẽ lên giới thiệu cho tất cả các bác về một cái mẫu sản phẩm mà được các bác khách lựa chọn cực kỳ là nhiều trong cái năm 2023 này các bác nhá. Mẫu sản phẩm này thì hiện tại em đang được làm hàng gồm có 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn và một chiếc đôn cao để chữ hai ghế và một chiếc đôn con để ngồi. Bộ sản phẩm này thì có cái điều gì đặc biệt và tại sao các bác khách lại lựa chọn nhiều như thế thì các bác cùng đi theo chân em có chưa? Đầu tiên muốn giới thiệu với tất cả cho mình là một chiếc đoạn dài. Một chiếc đoạn dài này thì hiện tại em đang được làm với cái dòng phân khúc của là Hoàng Gia chân 14. Đấy, với một chiếc đoạn dài lên đến là 2m60. Chiều cao từ chân lên trên đỉnh là 1m55 phân và sâu bì của nó lên đến là 7-18 phân. Toàn bộ là những dòng sản phẩm Hoàng Gia như này thì với cái nối đục tỉa, với những cái lối đục tỉa và điêu khắc chạm khắc tinh tế của những dòng sản phẩm Hoàng Gia Vân VIP và cũng như Hoàng Gia Vách Cánh Bướm. Đây là một mẫu sản phẩm mới nhất mà bên cơ sở em đã được làm cũng như để có giới thiệu tất cả cho mình. Bộ này thì hiện tại đây là đục những cái nét đục sắc nét hơn một tí này. Đấy, đục những nét đục sắc nét hơn một tí và những cái đường chạm trổ tinh tế hơn cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy. Và bộ này thì hiện tại em đang được đục cái chương gồm là 7 bông hồng các bác nhá. 7 bông hồng. Bông hồng thì tượng trưng cho tình yêu của đôi lứa, tình yêu của gia chủ các bác nhá. Và vách tựa lưng này, vách tựa lưng anh em có thể thấy vách tựa lưng bên cơ sở em đang được làm hàng dày lên đến là 4 phân. Toàn bộ là những dòng gỗ hương đá. Với những dòng sản phẩm gỗ hương đá này thì cái chất gỗ đanh, tom gỗ nó mịn. Thế nên là các bác nên lựa chọn về những dòng sản phẩm này, về những dòng sản phẩm hương đá. Có rất chi là nhiều loại gỗ trên thị trường, nhưng mà để được lựa chọn và được các bác khách yêu quý nhất là những dòng hương đá các bác nhá. Đấy, còn những loại gỗ mun này là gỗ mun hoa này ấy, hay là những dòng chắc thì bây giờ nó cũng hiếm rồi các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy những cái đường vân của những đường vân nó lại rất chi là đẹp và vân veo liền lạc để cho tất cả các bác, tất cả anh chị em mình lựa chọn về những dòng sản phẩm như này các bác nhá. Đấy, toàn bộ chương em được làm là chương hai mặt, đục mặt trước và mặt sau như một, nhấn những cái nét đục sâu hơn, sắc hơn. Đấy, và có thể là anh chị em mình có thể thấy nhìn thấy một chiếc tay. Tay thì bên cơ sở em đang được làm là tay chữ C, tay liền nguyên một khối và cái bản tay là cái bản tay này là cái bản tay này. Tất cả những dòng sản phẩm như này thì đã được bên cơ sở em làm là hàng. Nếu như mà anh em nào mà các bác nào mà thích làm hàng liền thì em có hàng liền. Còn các bác nào mà thích với một cái sản phẩm hơn VIP mà với cái giá thành tầm trung thì đây là một mẫu tay mà cực kỳ được các bác lựa chọn rất là nhiều. Đó. Toàn bộ đây các bác có thể nhìn thấy mặt ván. Hàng bên cơ sở em đang được làm là hàng khuôn tranh 4 ván 2. Hàng khuôn tranh 4 ván 2 đây là một màu sơn mà em đang được phun BU lên, BU màu trần các bác ạ. Sơn BU màu trần. Và điểm nhấn của dòng sản phẩm này thì sẽ là những chiếc bàn. Các bác có thể nhìn thấy những chiếc bàn và những cái lớp sơn phun bóng mịn như các bác có thể nhìn thấy trên video. Đấy, phun bóng mịn và không có một cái lớp gọi là sạn gì ở trên cái dòng sản phẩm này. Bởi vì những người thợ bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ đã phun vào buổi đêm. Đấy, phun buổi đêm thì nên là lựa chọn được những dòng sản phẩm vân cũng như là những cái đường sơn, những đường vân và những cái nước sơn sờ cảm giác nó bóng mịn, sờ cảm giác nó phê cực kỳ luôn anh em ạ. Bàn em được đục vào khung gương. Đấy, xung quanh chạy hoa lan tây và hai bên sẽ có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Bàn em được làm là bàn 1m56 nhân với 81 phân. Đấy, 81 phân là chiều ngang, chiều dài là 1m56 và tiếp theo đó là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này các bác có thể nhìn rõ trực tiếp ở đây là những cái đường vân và những cái phần khuôn tranh lẫn hàng mặt tựa lưng, vách tựa lưng. Đấy, cực kỳ đẹp với những dòng sản phẩm như này các bác nhá. Đấy, toàn bộ này. Đây là chiếc ghế đơn đầu tiên và chiếc ghế đơn thứ hai đây anh em ạ. Đấy, như đây là như này đã nói với tất cả các bác tại sao mà mẫu này lại được lựa chọn nhiều. Là những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà đổi lại thì cái dòng này nó đẹp cực kỳ luôn. Với chiếc ghế đơn chiều cao của nó lên đến là 1m51, chiều ngang của nó lên đến là 1m17 và sâu bì là 7-18 phân. Toàn bộ là hàng Hoàng Gia này thì đục này. Thường thường những ghế đơn này thì đục một bông hồng thôi, nhưng mà riêng những cái mẫu mới như này thì đục 3 bông hồng các bác nhá. Cái điểm nhấn và cái điểm vân này nó cực kỳ sâu sắc và đẹp. Hàng con tranh 4 ván 2 rồi, nhưng mà đổi lại những cái dòng này vân veo cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Đấy, vân veo đẹp cực kỳ luôn này. Vân veo đẹp cực kỳ luôn. Hàng cổ chỉ 3 tầng đục sen dẻo bo viền uốn dẻo chạy xung quanh. Yếm là yếm dày lên đến là 4 phân, chân là chân 14. Toàn bộ là những dòng gỗ hương đá các bác nhá. Đôn cao này thì cũng không nằm ngoài cái tầm chọn vân của bên cửa sọ em. Đấy, đôn này thì với kích thước là 55 x 40
Đấy, đôn cao để cả chiếc hai ghế và một chiếc đôn con để ngồi. Và bộ sản phẩm này thì em vừa hoàn thiện xong với những lớp sơn, với những cái đường đục tỉa. Và tại sao bộ này đã được lựa chọn cực kỳ đẹp. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em Việt Di Lặc qua số điện thoại em để phía dưới các màn hình rồi. Còn địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Thời Gia Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở thì rộng đến 10.000m² từ khâu xây dựng, công trình bề hàng. Và bên cơ sở em có hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0% và hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nha. Cái video của em sẽ phải được kết thúc tại đây. Và nếu các bác thấy hay thì dành tặng cho em một like và một lượt đăng ký kênh các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các buổi livestream lần sau. Xin chào.